Ông cất nhà xong xuôi với chuồng bò xong xuôi, ông nói tao không cho mày nhốt bò đó. Cái ông, cái ông mà ông thợ á, ông thợ ông nói gì đó ông tự nói với ông chủ nhà, ông đóng cái chổng tao cho mày ngủ mình chứ mày không ngủ được chung với vợ mày luôn. Cũng yếm hả ông Tư? Yếm ghê thôi. Vậy là mấy ông đó có bùa hả ông Tư? Bùa. Thằng thợ mộc các nhà nào nó không có bùa. Kêu bằng lỗ quan sát đó. Cắt cái nhà con yếm nặng yếm nhẹ nó phải yếm cái bị cái lời thề của thợ mộc nó vậy. Tao xuống tao đưa ngồi ăn cháo với ông. Đùng 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 làm như sắp hàng trên 4-5 người chạy. Chạy từ chánh điện trước chạy tới sau tới chỗ Phật La Hán 18 tay đó cái ngừng. Phóng qua mang xối nghe rầm 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 nghe tới đó, nó ngừng. Nghe tôi kể nổi ốc luôn á. Ông ơi đó 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 để nó tới rồi đó. Tôi làm cái tiêu 3-4 tháng. 3-4 tháng sau có nữa. Bị cái chữ ếm chứ còn trong chuông, cái chuông bự gì nè. Nửa chuông bùa ếm bỏ trong ông. Trên đường đi chưa tới cây đó, dọc đường thì lửa rượt mình vậy đó. Mấy chục cục vẫn rượt. Tao không nói tao chuẩn bị cái thế thủ tay sát nặng mình quýnh ngang cho nó gọn như nè. Tao chờ gần tao đứng lại tao quýnh một cái rốt. Đúng không Tư? Đúng nữa, tôi không biết nó đúng đâu. Lửa mà. Mày ngừng lại thì nó lui. Ý. Mày đứng đó thì nó ở đó hoài, nó không đi theo mày nữa. Mà mày đi nó ra theo. Trời ơi. Chơi vậy đó mà mình không thấy gì, thấy cục lửa sáng là nó sáng tới đất mình thấy. Quang Ngọc Tân xin chào quý và các bác anh chị em. Thì hôm nay trở lại nhà ông Tư, hay còn gọi là ông Tư Đền. Thì ông chuyên trị về những cái căn bệnh rắn cắn, chó cắn và một số cái bệnh chỉ diêm son. Thì hôm nay trở lại với căn nhà ông Tư, cũng nghe ông Tư kể về nhiều cái câu chuyện tích xưa rất là hay. Thì mình sẽ mời cô bác lên cùng với ông Tân vào bên trong để nghe ông Tư kể lại những câu chuyện đó nha. Mà nó theo cái gia đình đó ở luôn hả ông Tư? Ở xung quanh chuyên môn ban đêm mà hồi đó đâu con đâu dám bậy đi cầu phải đào lỗ chôn, mà lại nó ăn cứt người mình. Nó ăn người đó là nó rút ruột người đó. Vậy là mình đi tiêu là nó thấy nó ăn cái là cái người đó bệnh luôn hả ông Tư? Bệnh. Ôi, mà người ta nuôi cái con đó ác quá ha. Bởi vì thách thức nhau, ông này nói tao cất nhà đó, mày ngon mày làm gì mày mới ngon. Ông nào thách ông Tư? Ông ở đây thách hả? Ông trên ông kia. Ông ở đây thách. Ông cất nhà lớn đó. Ông trọng thì không có nhà, nhà thì nghèo. Thách ông chơi đế chạy ngoài đồng nữa, đêm nó bay nó đầy sân sập nhà con luôn, ngói mà đổ bể hết. Là ông làm bùa là đế ở ngoài đồng xây ruộng nó bay vô trong nhà ông cầm nhà luôn hả ông Tư? Đâu ai dám ở nhà. Muốn trúng chết luôn á. Rồi sau này có gỡ lại được không ông Tư? Bỏ nhà luôn. Bỏ tới chết, ông bà chết hết rồi bỏ nhà, bây giờ nền nhà còn y nguyên nữa. Chứ không ai dám lên nó ở luôn. Rồi không có lại xin ông đó, năn nỉ ông đó gỡ ra giùm hết không Tư? Không biết cái chuyện hồi xưa mấy ông. Rồi tới bây giờ cũng không ở luôn hả ông Tư? Rồi thí dụ như bây giờ có cái nền đó mà người ta cất nhà lên ở có, rồi có bị gì không mấy ông Tư? Cũng không biết, con nền nhà đó đông công đất vuông. Nhà ngói bự lắm, mình đúc kiểu mẫu của Pháp rồi đó đó. Hoa què đẹp lắm. Nhà còn không ông Tư?
Có chập mẹ còn tường không? Cũng gần ở đây hả ông Tư? Gần. Dạ. Cái đó là bị người ta yếm hả? Yếm bùa. Yếm bùa. Như thách thức với nhau á, rồi mà ông kia ông mới yếm. Vì là cái bùa ma lá làm không lợi cái ông kia hả ông Tư? Ma lá áp chỉ phá người ta thôi. Dạ. Nó kêu cái kia mà di sơn đảo hải mà đất bụi nó bay vô nhà con là cái đó là bên lỗ ban. Dạ. Nó kêu là lỗ ban pháp. Ừ. Cái ông thầy yếm cái đó đó, ông là thợ mộc cất nhà. Yeah. Ông nghèo, còn ông này ông nuôi ma lai áp. Ông giàu. Ừ. Ông cất cái nhà cho ông già ở trong giường đó. Ông cất cái chuồng bò với cái nhà, cất cái nhà xong rồi ông cất cái chuồng bò. Yeah. Rồi ông kia ông nóng quá không? Theo đúng cái nhà mình cất trong vòng tháng chuồng bò cũng rồi rồi. Yeah. Ông mần mấy tháng ông kéo dài thời gian đó, ông ăn tiền thợ á. Yeah. Sáng lên ông lật đục bào ra ông mài một cái nửa ngày mẹ rồi. Rồi ông ngoái trầu ăn cái nửa mấy tiếng đồng hồ. Ông chủ nhà ông nói anh nhắm anh mần được cho tôi, anh mần không được anh nghỉ đi để tôi kêu thợ khác. Rồi ông thợ ông nói có gì mần không thắng mần mà. Chứ cái gì đâu mà anh nói nặng nói nhẹ nói gấp rút làm chi. Ông cất nhà xong xuôi với chuồng bò xong xuôi, ông nói tao không cho mày nhốt bò đó. Cái ông mà ông thợ á, ông thợ ông nói vậy đó hả ông Tư? Nói với ông chủ nhà ông đóng cái chổng tao cho mày ngủ mình chứ mày không ngủ được chung vợ mày luôn. Ông yếm hả ông Tư? Yếm ghê thôi. Vậy là mấy ông đó có bùa hả ông Tư? Bùa. Thằng thợ mộc cất nhà nào nó không có bùa. Yeah. Kêu bằng lỗ quan sát đó. Cất cái nhà con yếm nặng yếm nhẹ nó phải yếm cái bị cái lời thề của thợ mộc nó vậy. Yeah. Nặng hay nhẹ cũng phải yếm. Cái mục đích mà mấy ông yếm như vậy là lấy làm cái gì thưa ông Tư? Mấy ông hồi chưa lãng lãng lắm con, nói không được. Giờ theo mình nói cái đời này không được. Chỉ nói nhau vậy đó là ổng dần ổng ếm. Cái chổng ngủ trong buồng đó khi nào vợ vô trước thì thôi. Vợ nằm ngủ êm ru chồng vô gây lộn. Mà chồng vô trước thì vợ vô sau cũng chữ lộn gây đi ngủ riêng không. Tức là cho ngủ mình mà. Yeah. Không cho ngủ hai người. Còn cái chuồng bò hồi trước tôi sợ ăn trộm ăn cướp với cọp đồ đó. Yeah. Các chuồng bò sàn không mà cao khỏi đầu mình. Mày dắt bò tới cầu thang là bò mày lơ mơ ở sau lưng nó đạp mày chết. Nó phóng ngược nó chạy ra nó không lên cầu. Yeah. Rồi bị sau này ông nội ông nói lại là ông già đẻ của tao đó ông nói là ông yếm hai con cọp ở hai đầu cầu đó, con bò nào dám lên. Yeah. Mà con bò nó thấy mà mình không thấy. Ngộ hết không Tư? Tổng vậy thì cũng như ma, chó sủa ma đó. Yeah. Con thấy nó sủa ma mà mình đâu thấy ma. Chó nó thấy. Vậy thì những cái người yếm đó, những cái người khác có thể gỡ được không ông Tư? Gỡ bùa yếm đó ông Tư? Có người giỏi gỡ được mà chôn dưới đất không biết chôn đâu. Cái chùa Phi Lai này hồi đó tao xuống tao gỡ nè. Tao gỡ mấy lần. Độ 8-9 giờ, 8 giờ rưỡi con nghe chừng 5-7 người chạy nóc chùa. Ý chàng ơi, chùa mà cũng bị yếm chàng. Chạy đùng đùng bị dây tranh giành nhau. Bây giờ mẹ nó chết rồi còn nó ở dưới nó nối nghiệp. Mà giờ sửa chùa mới rồi. Chùa cũ nó yếm ngay trên cái bằng thờ chánh, nó yếm dưới gạch. Ngay chánh điện luôn hả? Ngay chánh điện luôn.
Cái đó ông Tư nhìn biết hả ông Tư hay là người ta chỉ? Mình biết chứ ai chỉ con. Dạ. Rồi cái thiết lũng thiết hồi đó lâu năm quá, lũng nó cũng nhiễu ngay chân cái chỗ đó luôn, rồi gạch nó sụp luôn. Dạ. Yeah. Gạch rồi đó đâu phải miếng bây giờ, gạch hai tấc vuông gì à. Dạ. Yeah. Miếng nhỏ nhỏ nhỏ. Rồi mưa cái nó rã và ben cái chữ bùa ếm đó, con biết đâu tìm. Dạ. Yeah. Tao xuống tao đưa ngồi ăn cháo với không? Đùng 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 làm như sắp hàng trên 4-5 người chạy á. Chạy từ chánh điện trước chạy tới sau tới chỗ Phật La Hán 18 tay đó cái ngừng. Yeah. Phóng qua mang xối nghe rầm 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 nghe tới đó nó ngừng. Nghe tôi kể ngẩn ốc luôn á. Không ơi đó 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 để nó tới rồi đó. Tôi làm cái tiêu 3-4 tháng. 3-4 tháng sau có nữa. Bị cái chữ ếm chứ còn trong chuông, cái chuông bự gì nè. Yeah. Nửa chuông bùa ếm bỏ trong ông. Vì ông già ông đâu tụng kinh, ông tụng kinh bằng máy không à. Yeah. Đi thâu băng rồi đó, cái cassette mà có cuộn băng nó quay ngoài mình thấy đó. Mấy cassette. Ừ. Ông già yếu ông quỳ đâu nổi, tụng kinh một thời kinh vậy đó 3-4 tiếng mà hồi sao con quỳ nổi. Yeah. Tụng kinh máy không người rình rình cũng ăn cắp cái máy. Mẹ con đó mẹ nói cha nói gì đó là người ở Trà Vinh chứ nó cách mạng, bên cách mạng chủ tịch hay bí thư huyện quỷ gì dùng đó đó, rồi mẹ bị bể cơ sở đi. Mới bắt được cha nó, giết. Chứ mấy người đó bắt cũng nhiều lắm, giết, nó cay đó. Bể cơ sở mẹ con nó mới chạy lên này vô chùa tu. Ừ. Mình đã hai người con dắt vô chùa trốn. Giả làm ni cô để tránh tội chết. Sao mà trong mấy cái chùa ông Tư thường thường có long thần hộ pháp người ta gia hộ hết mà tại sao cái chùa mà cũng bị yếm được nữa ông Tư? Long thần hộ pháp là long thần hộ pháp hình bằng xi măng để tượng trưng cho con cháu thấy như vậy thôi, chứ mấy người đó nếu mà con ở Bắc Chánh sao mấy ông độ con được. À. Rồi ông Tư tới đó rồi ông cách sao mà ông gỡ được ông Tư? Cái đó làm sao nói với tụi con được. Dạ. Yeah. Không có mà cái lúc mà sao ông phát hiện ra thì chạy vậy đó. Dạ. Yeah. Nó chạy vậy mình mới biết dùng nó ếm mình vậy đó. Có nghĩa là nó bắt nguồn từ cái vị trí nào, nó chạy xuống vị trí nào tới ông trụ trì mà lại quỳ đó cúng hương được quỳ chút nó xốn sang trong người nó muốn xỉu không à. Dạ. Yeah. Thì ngay trong chỗ nó ếm đó nói quậy rồi đào lên là nguyên cái chuông ở dưới hả ông Tư? Không phải, cái chuông để cái chuông chánh để trên bàn thờ chánh á. Yeah. Rồi nó ếm bùa nó bỏ trong cái chuông á biết không. Yeah. Chứ không phải cái chuông nó chôn dưới đất. Yeah. Đất thì nó quạ chữ bùa trong giấy vàng nó chôn mà mưa nó ướt vậy sao không còn. Yeah. Độc lắm con ơi, thợ ếm. Cái nhà mày nó ếm đúng 3 tháng 10 ngày, cái nhà tường mày hay cái đình cái chùa gì nó chuyển mình rung rinh đình chùa đó. Ghê vậy anh Tư. Là con rùa vàng mình. Ông Tư sớm nghe em nói cái con ma lai, ông Tư con nghe nói con ma lai nó đi có cái đầu thúc rùa con hả ông Tư? Người ta nói hồi xưa vậy, mình có thấy nó đâu con. Cái chuyện đó mà tao thấy mờ hồ quá. Thấy trên phim rồi. Cũng không có nữa, những phim cái linh hồn đi thì như phim... Phim Thái nó có phim Ma Lai rút ruột đó ông Tư. Ừ. Nó đi có cái đầu dưới cái trình ruột không à. Ừ. Thì cái truyền thuyết nó vậy đó. Dạ. Mà mình có thấy nó đâu. Dạ.
Với con nghe nói có cái vấn đề là khi mà mình đi cầu á ông Tư, thì nó ăn phân con là nó bá mình đó. Rồi một số người á, người ta sợ á, người ta khi trước khi đi cầu người ta lấy những cái nhánh tre đó, người ta bao xung quanh người ta, người ta vô nó ngồi chính giữa. Thì đó hầm cầu đào trong vườn nó con làm vậy không? Rào tre mà cột nẹp cho cứng hết, đằng nó na ruột nó vô đó mắc kẹt nhánh lại. Ta nói vậy đó, ta mới đập nó chết. Hồi đó đường lên Vĩnh Trung nè, đó tao còn nhỏ, có con ma hiếp dâm. Ủa mà đường ông đi ngang đó là bị nó liền, rất đẹp ngư. Ma nữ hả ông Tư? Ma nữ, ma hiếp dâm. Mới nghe lần đầu tiên luôn. Nó gặp ông này, ông này ông cũng điền đừng bà dữ lắm, ông thuyết tin sao trời đánh nó chết. Ông thuyết tin quá nhanh đó. Ông ở với nó, ta nói là ông nó tuột quần, nó ở tuần trần không mà ông tuột quần ra, ông chích vô nó phóng tin liền, văng tùm lum mình mẩy nó biến không được nữa. Rồi trời chiều mưa đánh nó chết luôn. Mà nó tới số rồi ông Tư. Thiếu gì con nó dạng nó là tính rồi. Kêu là tinh, yêu tinh, thần tinh nè, nó như quá được. Tinh là nó dữ hơn quỷ ha ông Tư? Cũng không biết làm sao phân tích cho con nghe được. Nó cũng tương đối vậy. Ma quỷ tinh tà này thì mình không biết làm sao phân tích được cái chuyện đó. Thì cái truyền thuyết ông bà mình kêu vậy là mình hậu sanh thì con cháu mình kêu sao như đó. Chứ mình không thấy, nó chẳng hạn như chuột cống, chuột cơm, chuột lắc, chuột xạ thì mày thấy trước mắt rồi, mày phân tích nó được. Cái chuyện mờ ám mình không thấy nó được, mình biểu nói mình là người phàm mình đâu có hiểu tới không cái được. Ma quỷ mình đâu có biết được. Bởi con tin bây giờ theo tao hỏi mày, ai đâu tiên Phật ở trên trời, ai đâu mà rảnh xuống đây nhập cái xác thú quắc mình đây. Mà nhập nó nói tàn là cõi trên không. Như bà chú xứ đó, bà cũng là thiên ma ba tầng. Dữ vậy ông Tư? Bà chú xứ dữ à, hạng cao cấp đó. Bị bà có quyền, Phật ra lệnh có quyền chỉ thị cho bà giữ gìn thôn ấp, làng xã cho bình yên. Đừng cho các nơi ma khác nó xâm nhập, nó giết hại dân mình. Nhiều khi dân mình không tôn kính bà thiếu ăn, bà giật dân mình. Thành ra bà mới bị đạ. Cũng như người nào mà lại đó mà hổm láo đồ này kia là giặt liền hả anh Tư? Chết liền với bà. Mấy người háo sắc đa dâm, bà chủ xứ núi Tràm với cô Năm Trời Đâu giết biết bao nhiêu thanh niên háo sắc. Từ trước giờ nghe những mẫu chuyện nào về bà chủ xứ có giặt người không anh Tư? Tao thì tao không thấy trước mắt, nhưng mà ông nội nói lại hồi xưa cá thì dữ lắm. Ông này ông dăng được 2 con cá leo, 1 kg mốt, 900 g. Mà thở nay đi chợ mà mang guốc cao gót như hồi xưa đâu phải như bây giờ chợ bùng lầy á, mặc quần trắng áo trắng, cổ quấn khăn sạc. Rồi trước thì vợ của tá tướng mới có, hồi trước mấy ông làm quan lớn mới hàng vợ vậy. Mà thử bà nào là bà đó cũng thậm tệ rồi, bị gian xảo đó, mới lệnh trên sai xuống mới giết người đó. Lại cái sáng đi chợ gặp 2 con cá leo, nó cá này chị bán nhiêu ký, mua trả tiền đàng hoàng. Chẳng hạn nói 10 đồng ký, rồi chị cân cá này cho tôi 1 ký mốt thì nó dụ 11 đồng, móc 11 đồng trả. Rồi vừa bước qua, chị cho tôi gửi cá này, tôi đi mua rau gì nấu canh ăn. Bước để gửi cá đó, bà này bà mới biểu xỏ dây, hồi đó đâu có giỏi ấy mang như bây giờ. Xỏ dây bàn cho con không à. Xỏ dây đó bà đi chợ bà mua các, vừa bà biết bà mới thử vậy. Là bà này bà rút
nhờ dây ra bà xỏ con cá 900 gram vô. Đổi không Tư? Đổi liền. Đổi liền, học máu liền. Tham. Cấm đầu chú nó học máu chứ. Là bà chú xứ có thử gì đó hả? Ờ, cô Năm xài đôi. Cô Năm xài đôi là đệ tử của bà chú xứ. Dạ. Yeah. Giật chết. Còn háo sắc, mấy thằng háo sắc này mà chiều cái có học sinh cũng ôm cặp quần gì, áo dài quần trắng đi đội nón lá rồi đi khúc vắng. Anh này anh chạy hồi đó xe đạp chứ đâu có xe Honda. Tức là mấy thằng phong lưu quý phái nó mới có cái bực đó, mới có chiếc xe đạp đoàn dông của Pháp con chạy chứ không phải vừa đâu. Hỏi em đi đâu rồi, nói em đi học rồi, đường xa vậy đó, mất học bù rồi này. Em lên đây tôi chở em, mà đâu chở về nhà. Nhà em ở đó, ở đó, đâu chở về nhà, mấy thằng háo sắc mà. Rừng núi không chứ đâu phải thành thị như bây giờ. Rồi dắt lên mé núi, lựa cục đá cao ngồi hứng gió mát rồi tán tỉnh, phụ nữ đẹp mà. Rồi ngồi ngày khuya rồi chàng tay cặp cổ, gác đùi gác dế cũng không nói gì. Tính giết này mà. Nhưng mà không có giết gì. Rồi ngồi lá cặp cổ rồi dòm thấy cái mặt bằng cái thúng lưỡi chà bá rồi ở lăn xuống dốc núi đó chết à. Chàng ơi. Chứ không phải bà nói bà giật dưới tư cách gì. Như bà hù cho sợ rồi bỏ chạy rồi tự té chết vậy. Tự té chết. Ghê. Thiếu gì? Cảnh thứ gì? Hồi xưa thì có nơi nói cái chuyện ma tinh này không nói sao cho hết đâu. Hồi đời ông nội ta xưa ghê lắm không Tư? Dữ dằn luôn. Bác nói với tụi con á, nắng mà tháng 3 trời đổ mưa mà giờ ngoài đồng đèn cũng như đèn thành phố vậy. Mà đèn đuốc đỏ lòm không à, chứ không phải đèn sáng ánh như đèn điện mình giờ. Yeah. Tối hả ông Tư? Ừ. Trời vừa sụp tối là mày dòm thấy đèn đỏ đó, ngoài đồng. Cái đồng này nè, hồi đó con vỗ tay bự mày la một tiếng là lửa chẹt. Nó đỏ hết. Ghê không Tư? Rồi, rồi theo như mình chạy mình giỡn rồi nè, mấy ổng có phạt mình rồi không ông Tư? Không, không phạt. Dạ. Có cái bà này bà đặt rập chuột bị phạt. Dạ. Yeah. Bà đặt rập chuột. Bà đặt đàn bà đi của mình à. Dạ. Bà gánh mấy trăm rập, bà đặt tuốt ngoài đồng sao mà. Cứ binh âm đi cục bằng cái súng dạ vậy đó. Người ta kêu quan đàn cụ á. Đi lại ngay chỗ bà đang đặt rập á. Bà nói đéo mẹ nhát tao, tao cởi quần tao đập. Bị hết đầu thai á. Bà nói vậy đó, bà thách. Ban đầu một hai cục, riết cái mấy trăm cục dí bà la riết bà cởi quần, cởi áo bà. Khi bà ngất xỉu là bà chuồn cạnh hết á. Rồi về đây mới cầu ông ta này nè. Ông ta nói binh âm người ta đi người ta ấy nó hổn, nó chửi người ta, đòi cởi quần đập người ta. Giờ phải phạt cũng vậy đó, đem mặn con heo ra tới ngoài tại chỗ bả nằm nó cúng giấy mà. Dạ. Cũng mới hết hả ông Tư? Mới hết, mới tuy hồn bả về được, mất hồn. Ông mấy người xưa là gặp mấy con tinh, con quỷ rồi là hẹn đánh nhau hả ông Tư? Ừ, là không hẹn, có cọp mới hẹn. Dạ. Võ sư hẹn với cọp để thử, đánh thử. Rồi mấy ổng gặp quỷ rồi đánh cánh sao ông Tư? Mấy ổng nói vậy mình không biết, quỷ nó đón đường thì quýnh, bị nó hiện hình người mà. Dạ. Yeah. Rồi ví dụ như mình quýnh rồi có trúng nó đâu không thấy ông Tư? Chắc có lẽ phải trúng. Dạ. Yeah. Nó mới sợ con. Quýnh không trúng nó đâu sợ mày.
Ông Tư như hồi nhỏ, hồi lúc còn bé bé rồi ông Tư đi chơi đêm rồi ông Tư đi về, thường thường ông Tư có bị ma mà cái dạng như ma ma ta kêu là kêu cái ma câu mà giăng đường á, đón mình không bị lần nào không ông Tư? Ông kỳ đó có đi thăm bảy rồi tôi bị ma nó gài bảy lần, Gà bẫy là sao ông Tư? nó gài cây tre ngang lộ hôm qua tao nói đó. Con ma bảy. Còn tao với ông nội đi đập diệt thì mình không thấy cái gì, thấy lửa không mà đủ màu xanh đỏ vàng đồ này kia lăn theo mày có hàng, Ý lăn theo luôn hả ông Tư? thì mày đi trước nó lăn sau lưng. Kia là Ôi ma ủa lửa ghê. ha, ma đuốc chứ. Cái tao khôn lắm, ông nội giác cây đọt tầm dông mình dài chừng 4 thước vậy đó, tao cũng một cây, đang sợ nhiều khi mình quánh trúng cây gãy đọt tầm dông á, đập diệt. Đi lên dưới bưng tiền tránh á, có cây đa bự dữ lắm, cây đa đó ngay trên cái nghĩa trang của Campuchia, cái sóc răng râu tà cột nó chôn đó không. Đi leo lên bữa nào mà không giái giang nó là mà không có con nào ăn, giái giang xin xin đập kiếm con hai con gì là ăn, Đi săn con gì không ông Tư? đập diệt diệt chiều trời lặn nó bay gì nó ngủ á. Rồi con mắt leo rồi cây cầm cái đọt dông ở trên này nè, dùng chới chới đậu xuống nó quất vô cánh gãy cánh. Người ta ở dưới gốc ta bắt trói cột mà trên đường đi chưa tới cây đó, dọc đường thì lửa rượt mình vậy đó, mấy chục cục vẫn được. Tao không nói tao chuẩn bị cái thế thủ lai sát nặng mình quấn ngang cho nó gọn như nè, tao chờ gần tao đứng lại tao quấn một cái rốt Đúng không Tư? đụng ngựa không biết nó đúng đâu. Lửa mà Mày sao ngừng biết? lại thì nó lui, Ý mày đứng đó thì nó ở đó hoài, nó không đi theo mày nữa, mà mày đi nó ra theo Chàng ơi. chơi vậy đó. Mà mình không thấy gì, thấy cục lửa sáng là nó sáng tới đất mình thấy. Đi lúc đó ông đi là đi ban đêm hay ban ngày ông Tư? Thì chiều chẳng giãn nè, ban ngày đâu có thấy lửa. Rồi chúng mà chơi à. Đi lên đó mỗi lần đi lên đó là phải xin giấy nó mới cho bắt ha về ông Ừ, xin sỏ này kia nói cái bữa đó bắn, còn hôm ấy thì việc nó bay về cái đó, làm như có người đuổi vậy, Dạ. chơi 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 tuốt lên trời để nó bay đi luôn, là quét quét cũng bay đi luôn. Còn con sinh thì con đập được vài ba con, 5-10 con vậy đó. Mình xin vậy rồi mình đập xong mình có đem cúng cái gì là chỗ đó không ông Không, Tư? không có cúng, chỉ sinh vậy thôi. Cái bữa mà ông Tư đi chơi ban đêm đi về mà bị cái ma nó là giăng bẫy á, ông Tư đã giăng bằng cách nào vậy ông Đi Tư? săn, À đi đi săn. săn. Đi thăm bảy bốn năm đứa là có bắt năm tao, ông già ông bự ông già Là đi săn cái vùng nào ông Tư? gài bẫy trong vườn này nè, gài bẫy trong vườn, đi thăm bảy cũng gần sáng rồi. Hồi đi lên đó thì đường xe trống lỏng rồi đi về thấy cây tre ngã ngang, mình tưởng cây tre ngã. Rồi tao lại tao nói ủa ông nào rào mình đi trống lỏng mà sao giờ rào kích mít này. Tao bắt năm ông trời tao ông mới la đừng lại gần, thì tao cầm ông cầm cái quéo, tao cầm cây lao dài, ông giật cây lao ông gõ cái cốt bật cái du nó gài bẫy mình. Ma không Ờ mày chẳng hạn mày bước qua bên đó là nó đưa mày vô đám tre, từ đọt tre rớt xuống đâu vừa Trang ơi. phải trầy da tróc vảy. Nói ma quỷ à, đời xưa thì dữ dằn luôn, không nói nổi. Bây giờ mày đâu cần nghĩ đời này, tại mày có không để ý đời này mày gặp quỷ có nanh không đó. Gặp ma dương không? Mày thấy không, tóc 2-3 màu, Thôi. Đó thì đó. Móng tay móng chân nó để dài sọc đủ màu sắc, nên đốm quang đen đỏ vàng trắng gì đủ hết, còn gì nữa mình đòi quay ma quay cội nữa. Bây giờ ban ngày ban đêm cũng có thấy trơn.
đủ cỡ.